Bộ Y tế chiều 11 tháng 2 ghi nhận 31 ca dương tính với nCoV, trong đó Hà Nội và Gia Lai mỗi đợt 1, Quảng Ninh 2, Hải Dương 27. Các ca mới được ghi nhận từ số 2010 đến 2040. Cụ thể, Hà Nội, bệnh nhân số 2010. Nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, là F1 của ca bệnh 1725, được cách ly từ ngày 31 tháng 1. Quảng Ninh, 2 ca ở thị xã Đông Triều. Bệnh nhân số 2111, nam, 34 tuổi và bệnh nhân số 2112, nữ, 31 tuổi, đều là F1 của ca bệnh 2052, được cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 2. Hải Dương, 27 ca từ số 2113 đến 2139 là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 2, họ dương tính với nCoV. Gia Lai, bệnh nhân số 2140, nam, 32 tuổi, là F1 của các bệnh nhân 1891, 2076, 2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 2 dương tính với nCoV. Như vậy, hôm nay ghi nhận 49 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 49 người khỏi bệnh COVID-19. Tổng từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2, Bộ Y tế ghi nhận 553 ca nhiễm ở trong cộng đồng ở 13 tỉnh thành. 9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch COVID-19. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà và đeo khẩu trang y tế và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe và khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờ khai y tế.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ ncovi.vn và thường xuyên cập nhật sức khỏe của bản thân. 9. Cài ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.